Đúng năm ngày cuối tháng 6 âm lịch, năm con giáp tứ linh hội tụ, chúng số bất ngờ, tiền bạc ùn ùn kéo về chật kép. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã ở những ngày cuối của tháng 6, tháng mà trước cái tháng cô hồn ấy, bước sang tháng 7 tháng cô hồn thì mọi người đều là lo lắng sợ hãi, và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của năm con giáp trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch sẽ hanh thông thuận lợi, bất chấp tháng cô hồn sắp tới, họ vẫn cứ giàu sang sung túc đến cuối năm. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, người xưa có quan niệm rằng trời sinh mỗi người một số mệnh và sống chết cũng do số mệnh định đoạt riêng cho từng người. Hành sự thì tại nhân, thành sự thì tại thiên, Nói chung với mọi may mắn đều do số phận ông trời đã an bài cả. Phú quý sang hèn của mỗi người đều do số phận quyết định và cũng không có số phận nào là thập toàn thập mỹ. Nhưng chỉ cần bản mệnh nắm bắt được cái tử vi cuộc đời của mình thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được cái sự may mắn như ý, vạn sự như mơ, muốn gì thì được nấy, cầu tài đắc tài, cầu lộc thì đắc lộc, lại tránh xa được những cái đại họa vận xui khiến cho cái vận trình của mình nó thêm hanh thông thuận lợi, may mắn và xuân sẻ hơn rất nhiều. Khi ấy, nói chung ấy, khách đến chơi nhà cũng sẽ chỉ toàn là thần tài và thần may mắn, quý nhân, tiền bạc và sự giàu có, hưng hưng thịnh. À, bên cạnh đó, những hung tinh, những cái kẻ tiểu nhân cũng biết sợ mà tránh xa. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ rất hoan hỉ chia sẻ đến quý vị và các bạn về năm con giáp trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây bất ngờ được thần tài tìm đến ban cho độc đá chúng số độc đắc liên tiếp 100 tỷ cầm tay xóa sạch nợ nần đổi đời giàu nhanh chóng mặt nắm được cái cơ hội này thì đảm bảo quý vị sẽ rửa sạch được vận xui cuộc đời cũng sẽ bước sang một trang mới đánh đâu thắng đó ôm tiền tỷ nhất chật két để xây nhà tậu xe trong tay có khối tài sản bạc tỷ khiến cả thiên hạ đều nghiêng mình ngưỡng mộ Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Hợi. À, thưa quý vị, những người tuổi Hợi đa phần là những người có cái nguồn năng lượng tích cực và họ vô tư vui vẻ, đa phần là những người mà hiền hòa, dám làm, dám chịu và tính tình thì cũng dễ mến. À trong công việc những người tuổi Hợi là những người làm việc gì cũng sẽ chuyên tâm tâm địa thì thiện lương lại rất kiên cường và khá gì bản lĩnh gặp khó khăn thì họ không dễ bỏ cuộc mà dám đương đầu bên cạnh đó họ là những người trọng tình trọng nghĩa thẳng thắn và không quá công nệ họ là những người suy nghĩ khá là đơn giản nên ít hay là hiếm khi thấy họ buồn giàu là người rộng rãi không bao giờ tính toán chi ly hay là keo kiệt sống khá là đẹp mà không bao giờ làm một điều xấu sau lưng người khác à, những người tuổi họ khá là hiền lành biết nhẫn nhịn không thích lờ gạt người khác là những người thông minh, ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn. Họ cũng là những người mà khá là tốt trong cái giao tiếp. À, ăn nói là những người biết hưởng thụ cái cuộc sống mà không khiến bản thân rơi vào cái tình trạng buồn khổ. Những người tuổi hợi có những ý chí kiên định. Họ có ý chí nên là không quan tâm đến bị người khác châm biếm hay là chiêu chọc. Vì vậy, có thể làm nên chuyện lớn. Mọi thứ trong cuộc đời của họ đều có cái kế hoạch, cũng như là gì có thể sống an yên, vui vẻ đến suốt cuộc đời và đặc biệt trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây ý, thì chính là được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ mà cho những người tuổi Hợi đạt được cái thành công đấy, công thành danh toại con đường làm ăn thì được Hanh thông thuận lợi những người tuổi Hợi thì thuận lợi trên đường đấy, lập ra những kế hoạch cho bản thân và đổi mới cái cách thức làm ăn các bạn cũng rất giỏi quan sát đấy, lời nói và tình cảm thì khá là gì rõ ràng à, nói chung ấy khi mà biết lập nghiệp thì quý vị cũng sẽ đạt được những thành tựu nhất định. Bên cạnh đó, những người tuổi hợi cũng biết lợi dụng cái ưu điểm của mình cũng như là của người khác để mà giúp đỡ cho cái vận trình của mình đỡ vất vả hơn. Cho nên cái vận khí của những người tuổi hợi gần đây ấy cũng tương đối là tốt. Bất luận là kinh doanh, buôn bán hay là làm công ăn lương ấy thì đều sẽ có xu hướng phát triển vượng phát. Vì vậy, nhất định quý vị phải nắm lấy cái cơ hội tốt trong cái thời gian này để mà tạo ra cái giá trị lớn hơn cho bản thân. Và đúng năm ngày cuối tháng 6 âm lịch, những người tuổi hợi sẽ may mắn được ăn nên làm ra, vận trình, sự nghiệp thì được sán lạn, nhiều cái cơ hội nó liên tục nó xuất hiện. Cái chuyện làm ăn thì cũng liên tục gặp được cái vận may, tài lộc, thu nhập thì cũng gì sẽ như là gì từ trên trời rơi xuống. Quý vị hãy cứ dũng cảm, phấn đấu, cái vận may cũng sẽ không làm cho các bạn phải thất vọng. À, thưa quý vị, À, bên cạnh đó thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong thời gian này cũng mở ra cho những người tuổi hợi nhiều cái cơ hội để kiếm tiền à, công việc tiến triển thuận lợi nhiều niềm vui phơi phới đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính ngân hàng thì lại càng có lợi hơn à, quý vị sẽ gặp may mắn về đường tài chính tiền bạc các bạn có thể ký kết được hợp đồng có giá trị cao và bỏ túi không ít cái lợi nhuận lợi lộc vượng phát đúng không ạ tiền bạc thì dư dôi lộc lá thì ào ào đủ về nhà nên không phải suy nghĩ tính toán quá nhiều với cái chuyện chi tiêu Quý vị cứ thoải mái làm theo cái điều mà mình muốn Nếu mà thấy hứng thú với cái dự án đầu tư hay là kinh doanh nào đó Thì các bạn có thể thử sức Nhưng mà lưu ý cần phải tìm hiểu kỹ càng trước khi tham gia Đừng vì nghe lời dụ dỗ của người khác mà để tiền mất tật mang Ở Trong thời gian này thì gặp cái cục diện ngũ hành nó xung khắc Đâm ra là nó báo hiệu cái chuyện tình cảm của những người tuổi hợi cũng có dấu hiệu bị dạn nứt Và À, dễ xảy ra những cái chắc trở đấy cái thử thách hiện tại quá lớn nếu mà cả hai mà không biết đủ kiên nhẫn kiên tâm thì rất khó vượt qua được vì vậy trong thời gian này quý vị cũng hãy hạ cái tôi của mình xuống tích cực tâm sự với bạn đời để cho hai bên cùng thấu hiểu nhau nhiều hơn và để hóa giải những xung khắc và mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, vị trí thứ hai con giáp may mắn trong năm ngày tới đó chính là những người tuổi tí. À, thưa quý vị, à, trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch, người tuổi Tý sẽ nằm trong những con giáp cực kỳ may mắn nhờ được các tinh nó cao chiếu, vận trình thì cực kỳ là rực rỡ. Hầu hết các phương diện của những người tuổi Tý thì ngày càng được tốt đẹp lên. À, có thể những ngày vừa qua ấy, thì vẫn chưa cảm nhận rõ cái vận may và khi mà thì vẫn còn một vài cái thách thức nó khiến cho quý vị phải chăn trở. Nhưng đó lại là cái cơ hội để cho những người tuổi Tý phát hiện ra những cái điểm mạnh của mình. Và đúng năm ngày cuối tháng 6 âm lịch những người tuổi Tý sẽ có những cái thay đổi nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Một vài cái thách thức tới với các bạn trong thời gian này thì cũng là cái cơ hội để các bạn chứng tỏ cái năng lực và phát triển cái sự nghiệp tương lai được bền vững và tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó trong cái chuyện tiền bạc, dù có tài tinh nỗ cao chiếu nhưng mà quý vị cũng không nên chủ quan nhé. Các bạn vẫn nên có một cái sự rõ ràng, đồng thời cũng không quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. À, đặc biệt trong à, năm ngày cuối tháng lịch này thì các bạn cũng không nên đầu tư tài chính một cách ồ ạt hay là cho vay mượn quá nhiều à, quý vị hãy làm mọi thứ một cách chậm mà chắc thời gian này may mắn cũng đang ở bên các bạn các bạn hãy cứ tự tin làm mọi thứ theo đúng kế hoạch của bản thân đã đặt ra à, các bạn sẽ thấy mọi việc đều đúng như cái ý mình à, và trong thời gian tới thì những người tuổi tí cũng sẽ có cái sự hậu thuẫn của quý nhân nên là công việc thì ngày càng được trôi chảy thuận lợi hơn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của các bạn mặc dù khối lượng công việc nó không hề ít nhưng những người tuổi tý cũng đã biết cân đối thời gian và phát huy tối đa cái năng lực cá nhân giải quyết rất hiệu quả cái vận trình đấy về tài chính trong thời gian này cũng tương đối là ổn định và các khoản thu nhập vẫn đều đặn cho thấy các bạn đang gì làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình và dù vậy thì cũng nhắc nhở những người tuổi tý trong thời gian này cũng đừng có nhẹ dạ cả tin kẻo lại bị người khác lợi dụng đấy tiền bạc không phải là cái chuyện đùa nên là quý vị đừng chủ quan mà đánh mất đi những cái đồng tiền do chính mồ hôi công sức của mình làm ra à, tuy nhiên à, có thể tuổi này cũng sẽ phải đối mặt với những cái rắc rối trong cái chuyện tình cảm đặc biệt là giữa các cặp vợ chồng có thể xảy ra những cái chuyện xung khắc vì à, cái mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống à, tuy nhiên bằng cái sự linh hoạt bằng cái sự nhạy bén của mình và những người tuổi tý cũng sẽ vượt qua tất cả vì vậy trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi tý cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi thìn À, thưa quý vị, trời sinh những người tuổi thìn là những người thông minh, lanh lợi, có khiếu hài hước và có tính cách uh, sống động, nhiệt tình, mọi lúc mọi nơi. Những người tuổi thìn thì tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ những người khác, bất kể là nam hay nữ. Những người tuổi thìn đều luôn tạo cho đối phương một cảm giác là an toàn mỗi khi mà uh, bên cạnh. đấy. Uh, cụ thể là trong công việc, những người tuổi thìn luôn làm tốt cái trách nhiệm được giao. Uh, trong cuộc sống, giao tiếp hàng ngày thì họ cũng không để cho người khác phải phiền lòng. nói một cách khác những người tuổi thìn là những người độc lập tự chủ và biết tạo dựng cái cuộc sống cho riêng mình. À, các chuyên gia tử vi học cũng có nói, à, trong số 12 con giáp thì tuổi thìn là những người mà được trời ban à, cho nhiều cái phúc lộc, phúc tinh thì nó soi chiếu và là một trận con giáp cực kỳ may mắn. Cuộc sống của những người tuổi thìn trôi à, qua khá là êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng mà cũng chỉ là trong một cái giai đoạn nhất thời. Vì những người tuổi thìn có cái tâm lương thiện nên là họ làm gì cũng sẽ được quý nhân tìm đến tạo điều kiện để mà có được một cuộc sống viên mãn hơn. À và đặc biệt trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây ý, thì sẽ là cái khoảng thời gian vượng vận của những người tuổi thìn. À các mối quan hệ nó diễn ra tốt đẹp, nó mang đến cho các bạn nhiều cái sự trợ giúp khi cần thiết. Đặc biệt à, quý nhân trong thời gian này cũng sẽ có thể là gì là nữ giới hoặc là nam giới nên quý vị hãy để ý hơn đến những người xung quanh mình à, dưới cái sự chỉ dẫn và dẫn dắt của quý nhân thì các bạn cũng sẽ có những cái sự phát triển bất ngờ, công danh, sự nghiệp nhìn chung ấy, đều tiến triển khá là tốt và những người tuổi thìn cũng sẽ nhanh chóng vượt qua được những cái thử thách đặt ra. Bên cạnh đó, gia chủ cũng sẽ giải quyết được nhiều cái vấn đề còn tồn động trước đó nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao thêm cho những cái trọng trách quan trọng hơn. À, không những công việc tài chính của những người tuổi thìn có những cái dấu hiệu khả quan, những cái nguồn thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu được tăng lên đáng kể công việc của những người tuổi thìn trong thời gian này cũng đang có những cái tiến triển thuận lợi thuận buồn xuôi gió nên đó sẽ là cái nguồn thu nhập ổn định nhất quý vị hãy cứ tập trung cao độ và phát huy tối đa cái năng lực của mình thì các bạn cũng sẽ phát triển hơn nữa ở trong tương lai và cũng được dự báo là gì có cơ hội gặp gỡ được quý nhân mở rộng cái con đường thăng tiến cho sự nghiệp của các bạn ở trong tương lai À, những cái sự chỉ dẫn mách nước của quý nhân cũng sẽ giúp cho những người tuổi thìn nhìn ra cái hướng đi phù hợp hơn dù vậy các bạn cũng chớ nên răm rắp nghe theo mà vẫn nên có chính kiến của mình bên cạnh đó tài lộc của những người tuổi thìn trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây ý, thì cũng tương đối là ổn định các bạn vẫn đang có những cái thu nhập khá là tốt nên không phải lo lắng quá nhiều về cái vận trình tiền bạc bên cạnh đó tài chính cũng được đảm bảo nên những người tuổi thìn cũng sẽ dẫu gặp phải chuyện gì thì cũng có thể dễ dàng giải quyết ngoài ra các bạn cũng nên có một cái kế hoạch chi tiết để mà đề phòng những cái việc bất chắc nó xảy ra tuy nhiên cái chuyện tình cảm thì cũng không mấy được xuân sẻ trong thời gian này thì cũng bị ngũ hành nó xung khắc nên là à, có lẽ là những người tuổi thìn ấy quá mải mê với cái việc kiếm tiền với công việc làm giàu nên con giáp này không có thời gian quan tâm hay là chăm sóc cho gia đình vậy nên là gì à, quý vị cần phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc tránh để xảy ra những cái khung họa nó làm tan vỡ cái gia đình quý vị nhé và trong thời gian này để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn cho mình Thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân à, Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 Để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn Đó là con giáp may mắn thứ ba Tiếp theo vị trí thứ tư, con giáp may mắn thứ tư, thì xin được chúc mừng những người tuổi mão. Đây là con giáp may mắn thứ tư. Đấy. À, thưa quý vị, trong năm ngày cuối tháng thì những người tuổi mão, nói chung ấy chúng ta biết họ là những người được đánh giá là con giáp thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có cái con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Những người tuổi mão đối xử với mọi người bằng cái sự nhiệt tình, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mà mọi người gặp khó khăn. Những người tuổi mão thì trời sinh cũng rất là hiền lành, sống tình cảm con giáp này thì luôn biết ghi lòng tạc dạ công ơn của người khác dù ít dù nhiều bất kỳ cái sự trợ giúp nào cũng đều được con giáp này khắc sâu vào trong cái do trong cái tâm tâm khảm tâm trí à, có cơ hội là lập tức báo đáp ân nhân à, cho nên cái tính khí của họ cũng được mọi người yêu quý và thích kết giao trong công việc và cuộc sống thì những người tuổi mão rất là tinh nhanh thông minh giàu cái trí tưởng tượng và cực kỳ là nhạy bén nên là họ gì luôn thành công trong các lĩnh vực cần cái sự tính toán chính xác kinh doanh hoặc là nghệ thuật. À, những người tuổi mão khiến cho mọi người phải kinh ngạc về cái sự nhanh nhẹn tài trí và cái khả năng tập trung cao độ trong công việc. Từ đó họ làm việc rất là năng suất gì có thể gấp nhiều lần so với những người khác. Dù trong bất kỳ cái tình huống nào, cái hoàn cảnh nào thì những người tuổi mão cũng đều có khả năng điều khiển cái cảm xúc, giữ cái thái độ bình tĩnh và hòa hợp hơn. Những người tuổi mão thì phần lớn là những người mà tài đức xuất sắc hơn người họ sống cá tính với cái nét nổi bật như là gì ung dung tự do tự tại và luôn luôn lạc quan lương thiện dễ tha thứ cho những người khác họ là những người hoạt bát thích ứng với mọi cái hoàn cảnh có thể sống uh, thân tình với bất cứ ai kiên cường bất khuất nhưng cũng gì nhường nhịn không thích tranh giành với những người khác uh, có trí tiến thủ biết nắm bắt lấy cái thời cơ chờ đợi cái cơ hội khi mà vận may để mà vươn lên những người tuổi mão cũng thường là không quá quan tâm đến cái việc đến cái vật chất nhưng mà họ lại được trời ban cho nhiều cái phước lành giúp cho con giáp này tìm được cái nhiều cái vận may để đổi đời đấy. Với cái sự tài giỏi thông minh của mình thì con giáp này càng ngày càng trở nên giàu có và thịnh vượng hơn. À, thưa quý vị những cái năm tháng hậu vận của những người tuổi mão cũng được hưởng vinh hoa phú quý an nhàn sống hạnh phúc bên những người mình thương yêu. À, bên cạnh đó trong thời gian tới đặc biệt là trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch ý, thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ chỉ đường dẫn lối những người tuổi mão sẽ may mắn trên con đường tiền bạc và tránh được khá nhiều những cái rắc rối cái vận may của những người tuổi mão càng ngày càng xuân sẻ sự nghiệp sẽ được xuân sẻ sau khi mà được quý nhân trợ lực chỉ cần quý vị nắm bắt tốt tới cái thời cơ lấy cái cơ hội thì nhất định sẽ phát tài phát lộc sự nghiệp thì tăng vọt tài vận thì tăng tiến được dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức giàu có tiền bạc thì dùng dính cuộc sống thì trở nên sung túc và hoàn hảo hơn và đặc biệt trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây ấy, thì ngoài cái sự gan góc và cái sự nỗ lực của những người tuổi mão thì họ cũng có ý thức đấy để mà thu hút một số cái cơ hội mới và cái vòng quay may mắn. Những người tuổi mão cũng gì nên duy trì cái thái độ tích cực và à, tích cực tận dụng tối đa những cái cơ hội này. À, con dân này cũng nên là ăn chay hoặc là đi tích cực đi gì cầu thần lễ Phật đi đình đền miếu phủ chùa chiền để cho được tĩnh tâm an nhiên hơn để phục vụ công việc được tốt hơn. Vì vậy trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mão nhé cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà tử thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, đó chính là những người tuổi ngọ. À thưa quý vị, những người tuổi ngọ cũng là một trận con giáp cực kỳ may mắn trong à, năm ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây. À, những người tuổi ngọ có nhiều cái sự cải tiến trong công việc ở trong năm ngày tới, mọi thứ đang trên đà thăng tiến. Nói chung ấy, trời sinh những người tuổi ngọ là những người hiền lành, nhân hậu, không màng đến cái chuyện thế sự, chỉ chuyên tâm vào chăm sóc cho cái cuộc sống của bản thân và gia đình. Những người tuổi ngọ vốn lấy lao động là cái niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng tay của mình. Nếu mà không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cái cuộc sống viên mãn, sung túc. Trong số 12 con giáp thì những người tuổi ngọ luôn là những người mà tín nhiệm và yêu thương hết mực. Những người tuổi ngọ trung thành xứng đáng là những người bạn của mọi nhà. Nhờ vậy mà càng lớn tuổi thì cái phúc khí của quý vị lại càng nhiều. Và tử vi học cũng có nói những người tuổi ngọ là con giáp mà không nhiều cái tham vọng đúng không? À, trong thời gian này họ chỉ mong muốn là được làm những cái điều mình thích và những điều mình mong muốn vì vậy à, có thể khả năng ấy, bước vào cái thời kỳ trung vận thì sự nghiệp của những người tuổi ngọ cũng không được thăng tiến nhiều mà con đường tại vận thì cũng sẽ ở chỉ cái mức độ trung bình bởi lẽ những người tuổi ngọ luôn sống đúng với cái lương tâm luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi mà khi mà gặp hoạn nạn nhờ vậy mà cái phúc đức của những người tuổi ngọ thì ngày càng dồi dào hơn cái vận khí nó được khởi sắc tuổi ngọ có thể nhanh chóng vượt qua nhiều cái thử thách hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ bằng cái khả năng của mình quý vị cứ băng băng tiến về cái mục tiêu nhìn chung ấy trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây ấy, thì những người tuổi ngọ cũng sẽ gặt hái được nhiều cái thành công nên là quý vị đừng có lơ là quý vị nhé à, đường tài lộc của những người tuổi ngọ cũng đang được mở rộng kinh doanh buôn bán thì cũng thuận lợi mọi chuyện đều được xuân sẻ một cách là bất ngờ chính cái sự nhạy bén và cái sự thông minh của bạn ấy là cái bí quyết thành công trong cái công việc mang lại cho những người tuổi ngọ những cái thành tiệu đáng ngưỡng mộ nếu biết chi tiêu vừa phải thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với cái mức thu nhập hiện tại và tin vui cho những người tuổi ngọ còn đến cả ở cả cái phương diện là tình cảm nữa nói chung ấy, cái mối quan hệ của các bạn trong thời gian này cũng vô cùng là ngọt ngào các bạn cũng thực sự hài lòng về cái chuyện tình cảm của mình ở trong cái thời điểm hiện tại trong khi đó những người độc thân cũng có thể được giới thiệu được mai mối cho những cái đối tượng khác giới các bạn làm gì cũng tự tin và đó chính là cái yếu tố giúp cho những người tuổi ngọ sớm gặt hái được những cái thành công nếu mà biết nhân cơ hội này để thừa thắng sông lên thì các bạn còn nhận được nhiều cái may mắn hơn nữa đấy ở trong thời gian này cũng nhắc nhở những người tuổi ngọ dù đang có ưu thế nhưng mà cũng không nên vì thế mà cao ngạo nói chung ấy, nếu mà quý vị giữ được bản thân tốt mà không kiêu ngạo ấy thì quý vị cũng sẽ đạt được những cái điều mình như ý à, quý vị hãy luôn giữ cái thái độ cầu tiến sẽ không bao giờ hối hận vì những cái nỗ lực ngày này trong thời gian này lại còn có thêm được cái cục diện ngũ hành tương sinh nữa nên là cái vận trình tình cảm của những người tuổi ngọ cũng khá là êm đềm vợ chồng thì có nhiều cái điều cảm thông cho nhau và thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn những người độc thân thì vẫn gì à, có thể năng tìm được những người ưng ý đâm ra là trong thời gian này quý vị cũng sẽ có được những cái may mắn nhất định đến với mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may và hóa giải những cái xung sát thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để mà trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp may mắn nhất trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây. Và trong năm ngày cuối tháng 6 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có năm con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Hợi, hai tuổi Tý, ba tuổi Thìn, bốn tuổi Mão và năm là những người tuổi Ngọ. Đây là năm con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội đổi đời giàu sang phú quý. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.